tháng 10, thời cơ để đầu tư. Theo khảo sát của Kitco News, giá vàng có diễn biến đảo ngược so với các tuần trước đó với thông tin lạc quan từ cuộc đàm phán Mỹ Trung mang lại. Đa số chuyên gia nhận định giá vàng giảm trong khi giới đầu tư lại dự đoán ngược lại. Quan hệ Mỹ Trung đang có dấu hiệu tích cực. Kết thúc cuộc đàm phán thương mại Mỹ Trung diễn ra vào ngày 11 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Steven Mutchin cho biết, một trong những thỏa thuận đạt được là Trung Quốc đã đồng ý về nguyên tắc mua thêm tới 50 triệu đô la Mỹ các sản phẩm nông nghiệp Mỹ còn Mỹ đã đồng ý hoãn kế hoạch tăng thuế từ 25 đến 30% đối với hàng hóa trị giá 250 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tuần tới. Tổng thống Donald Trump cho biết, đây mới chỉ là trao đổi giữa hai bên và có thể mất tới 5 tuần để kết thúc giai đoạn 1 của đàm phán. Trump kỳ vọng ký thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương vào giữa tháng 11. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế hoài nghi liệu thỏa thuận một phần này sẽ được thực hiện hay không, phải mất 3 đến 5 tuần để hoàn thiện thỏa thuận đợt 1 trong khi các cuộc đàm phán trong quá khứ đã bị phá vỡ trong thời gian ngắn hơn thế. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 41,40 triệu đồng trên lượng mua vào và 41,90 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,77 triệu đồng trên lượng mua vào và 42,04 triệu đồng trên lượng bán ra tại Hà Nội giá vàng miếng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 42,02 triệu đồng trên lượng, bán ra. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới đã giảm 1,6%, mức giảm lớn nhất trong hơn 7 tháng qua. Thương hiệu vàng SJC cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 200 đến 300 nghìn đồng một lượng trong tuần qua.